Chào các bạn, mình là Ánh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 3 trong phần sách Shinkansen Master N3. Bài số 3 này có chủ đề là Kurabereba hoặc là Nani Nani ga Ichiban. Chúng ta sẽ học một số mẫu câu thể hiện cái sự so sánh hoặc là thể hiện một cái điều gì đó là nhất, là số 1 nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài luôn này. Đầu tiên, mẫu câu số 1 đó là về Kurai, Gurai và Hodo. Nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ ôn tập lại một chút về cách sử dụng của những cái mẫu này khi mà đã được học ở phần sơ cấp. Đầu tiên, nó được dùng để gì nhỉ? À, nó được dùng để chỉ con số ước lượng đúng không? Chúng ta dịch tiếng Việt là nghĩa là khoảng đúng không nhỉ? Đấy, nó sẽ đứng trước lượng từ để chỉ con số ước lượng. Ví dụ như là ichi bằng là gì nhỉ? Ima no kyoshitsu ni gakuse ga 100 nin kurai hodo iru. Có nghĩa là trong phòng học bây giờ ấy thì có khoảng 100 học sinh. Hay là ni bằng này, koko kara gakko made jitensha de 1 jikan hodo kurai gurai kakaru yo, tức là từ đây đến trường ấy mất khoảng 1 giờ 1 tiếng đi xe đạp đấy. Thì đằng trước đây chúng ta có hyakunin là 100 người, là một con số khá là lớn. Chúng ta không đếm được chính xác nó là bao nhiêu đúng không? Đấy, nhưng mà chúng ta áng chừng tầm tầm đấy thì chúng ta dùng kurai gurai hay là hodo đằng sau cái lượng từ đấy nhá, hay là ichi jikan cũng thế. Nó có thể là 1 giờ 5 phút hay là một hay là 50 mấy phút đấy chẳng hạn, thì chúng ta ước áng chừng khoảng khoảng đấy thì chúng ta cũng dùng gì nhỉ? Kurai gurai và hodo như vậy. Và có một cái lưu ý đấy là khi mà chỉ thời điểm hay là ngày tháng ấy thì chúng ta sẽ dùng là kurai ni hoặc goro ni, chứ không dùng trực tiếp kurai gurai hodo. Đây một mẫu rất là nhiều người sẽ dùng sai đúng không? Đấy, tuy rất là đơn giản. Ví dụ câu Tanaka san wa kyo kaisha ni 8 ji han goro tsuita, tức là hôm nay Tanaka đến công ty lúc khoảng 8 rưỡi. Vậy thì chúng ta có thể dùng là goro này, goro cộng với trực tiếp với lại tsuita, hoặc là gì đây, hoặc là goro ni đúng nhỉ, hoặc là kurai ni, ok. Nhưng mà không được dùng kurai nhá, kurai nó là đằng trước, nó là phải là lượng từ chứ không thể là một cái từ chỉ thời điểm như vậy đúng nhỉ. Nhớ là từ chỉ thời điểm chúng ta có thể dùng kurai ni, gurai ni, goro hoặc goro ni, chứ không dùng kurai. Đấy là cái phần ôn tập về cách dùng của kurai và gurai ở trong sơ cấp. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào những cái phần học ở trong phần trung cấp này. Cách dùng A. Với cách dùng A thì kurai, gurai và hodo mang nghĩa là khoảng, cỡ, bằng. Nó nếu mà dịch tiếng Việt thì nó cũng gần gần tựa như là cái phần lượng từ ở phía trước chúng ta vừa nói. Thế nhưng mà thực ra thì nó không đi kèm với lại những lượng từ như vậy đúng nhỉ? Vậy thì nó đi kèm với những gì? Chúng ta sẽ tiếp tục vào phần shichizoku, cách cấu thành nhá. Nó sẽ đi với danh từ. Danh từ đằng sau là kurai, gurai hay là hodo. Có nghĩa là gì nhỉ? Cỡ như n, khoảng như n, bằng n, hoặc là gì đấy? N hodo nai. Đấy, như vậy các bạn thấy trong trường hợp đằng sau mà là phủ định thì chúng ta sẽ chỉ đi với hodo thôi. Cách sử dụng của mẫu câu này như thế nào? Đó là chúng ta sử dụng mẫu N1 qua N2 kurai, gurai, hodo, nani nani da để biểu thị ý là N1 và N2 có mức độ bằng nhau hoặc gần bằng nhau. Ở đây chúng ta có từ kurai, gurai hay hodo ấy, có thể dịch là bằng, cỡ hoặc là khoảng đúng không? Đằng sau này nó sẽ là một từ khuyết thiếu đúng không nhỉ? Có thể là gì nhỉ? Có thể là danh từ đúng không nhỉ? Tính từ chẳng hạn. Nếu đằng sau là dạng phủ định thì mang nghĩa N1 không bằng N2. Đấy, tức là nếu mà chúng ta nói là cái này không bằng cái kia thì khi đấy đuôi là phủ định đúng không? Thì lúc đấy các bạn chỉ có thể dùng hodo, không dùng kurai hay là gurai nhá. Đấy là một cái lưu ý các bạn cần phải nhớ cho mình đúng không nhỉ? Đấy, khi mang nghĩa là so sánh cái N1 với cái N2 ấy thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng hodo trong trường hợp là so sánh cái nào không bằng cái nào. Ví dụ các bạn quan sát một số câu đề bưng. Ichi này. Tamago gurai no ookisa no pan o tsukute mita, tức là gì đây? Tôi đã thử làm bánh mì có độ to cỡ như quả trứng. Đây. Fetemiru đúng nhỉ? Có nghĩa là thử làm, tôi đã thử làm cái bánh mì mà có cái độ lớn mà tamago gurai đúng nhỉ? Cỡ như quả trứng. Đấy, độ lớn nó tựa tựa như vậy nhá. Cái bánh mì này và quả trứng có độ lớn bằng nhau thì chúng ta dùng cấu trúc này. Hay là câu số 2 ni bang này. Uchi no musume kurai no onanoko ga naiteiru, tức là cái cô bé mà cỡ như con gái tôi đúng nhỉ? Cỡ có thể là cỡ tuổi hay là cỡ cái
chiều cao đúng không, ngoại hình gần gần giống con gái của mình ấy, thì chúng ta cũng dùng hình thức này để so sánh. Uchi no musume kurai no onanoko ga naiteiru. Câu số 3 này. Konbini no ryori wa haha no tsukuru ryori hodo oishiku nai. Tức là đồ ăn mà ở konbini, ở cái này từ konbini nó bị sai mất cái chữ ni, phải là chữ cứng rồi đúng không nhỉ? Đồ ăn ở konbini ấy nó không ngon như là đồ ăn của mẹ nấu đúng không? Đấy. Nó khác gì so với lại cái cấu trúc yori chúng ta so sánh là gì nhỉ? Đồ ăn mẹ nấu ngon hơn konbini đúng không? Thì trong trường hợp hodo nai này nó ám chỉ rằng cả konbini lẫn đồ mẹ nấu đều ngon, thế nhưng mà mức độ của cái ryori này, nhưng mà cái mức độ của cái đồ ăn ở konbini này thì thua cái mẹ nấu nếu mà chúng ta chỉ so sánh là gì đây, đồ ăn mẹ nấu ngon hơn konbini thì nó không mang hàm cái nghĩa là của konbini cũng ngon nhé, mà nó chỉ đơn thuần nó nói là mẹ ngon hơn thôi. Đấy, đấy là cái sự khác nhau giữa cái cấu trúc là gì nhỉ, yori chúng ta học ở trong sơ cấp. Thì trong trường hợp so sánh gì nhỉ, so sánh hodo này ấy, đúng nhỉ, so sánh ngang bằng như này thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng hodo thôi nhé. Tiếp theo này, đó là phần B, phần cách dùng chính ở trong sách Shinkansen. Chúng ta quan sát phần đô niu nhé, có hai bạn nói chuyện với nhau này. Đấy, bạn này bạn nói gì đây, bạn nói là Kobito nhé, furareta soda ne, là gì nhỉ, nghe nói vừa mới bị bồ đá, bồ đá hả, đúng nhỉ. Ở đây có từ furu là đá hoặc rắc vẫy gì đấy, nhưng mà đi ví cụm kobito nhé furareta tức là bị bồ đá đúng không, bị người yêu đá. I otoko shokai shiyou ka, ta giới thiệu cho mày thằng một thằng rất là được đúng nhỉ nhé. Về nó mới nói là shinitai hodo kanashii yo dou shitara, là gì đây, tao đang buồn muốn chết đi được đây này đúng nhỉ, buồn đến mức muốn chết đây này, phải làm sao bây giờ đúng không. Và bạn đây nó nói là vậy thì giới thiệu cho mày một thằng ngon hơn nhá. Và đứa này nó nói là suguni shokai shite, vậy thì giới thiệu ngay cho tao. Thì để mọi người thấy ở đây có hô đồ đây là gì đấy, là đến mức đúng không, nếu mà chỉ nói là buồn ấy thì người ta không hình dung được cái mức độ, thế nhưng mà thêm cái shinitai hodo là buồn đến mức muốn chết thì người ta sẽ hình dung là cái sắc thái buồn rất là lớn đúng nhỉ, một cách nói rất là ví von đúng không, được sử dụng để so sánh để tăng cái mức độ lên nhá. Thì trong trường hợp này hodo được dùng để làm gì đây, để thể hiện cái mức độ so sánh, chúng ta sẽ sử dụng tương tự với kurai và gurai. Bây giờ các bạn sẽ vào phần imi này. Imi của mẫu này là đến mức đến cỡ. Đấy, đến mức đến cỡ. Cách cấu thành setsuzoku nó sẽ là danh từ, nhưng mà thông thường nhất là dùng dạng futsuke, dạng thể thông thường, đi đằng sau là kurai, gurai và hodo đúng nhỉ. Đấy, và chúng ta có khi mà như vậy chúng ta dịch là đến mức như cái phần phía trước này nhá. Cách sử dụng của mẫu này như sau. Đây là một cách nói sử dụng ví dụ cụ thể có tính so sánh để diễn tả mức độ của động tác, tình trạng. Giống như mình vừa nói, nếu mà chỉ nói là kanashi, tôi buồn, thì người ta không hình dung ra được, người ta chỉ biết là bạn buồn thôi. Nhưng mà nói là gì nhỉ? Shinitai hodo, đúng nhỉ? Shinitai gurai, đấy, kanashi, thì người ta sẽ hiểu ngay là chắc là cái mức độ quá cực kỳ như vậy đúng nhỉ. Đấy, thực ra là nó hơi mang tính chất hơi nói quá một chút, chưa đến mức là như thế đâu, nhưng mà dùng cái này thì người ta hình dung rõ hơn nhé. Cũng dùng dưới dạng là kato omou kurai hay là kato omou hodo, nghĩa là tới mức tưởng như, tới mức nghĩ là. Các bạn xem phần debun, phần ví dụ này. Ichi fuyu ni natta kato omou hodo samui, lạnh đến mức tưởng như là mùa đông đã về đúng nhỉ, lạnh đến mức tưởng như là mùa đông đã về, thực ra là mùa đông chưa có về, chỉ là gì đấy, chỉ là ví dụ như trời thu chẳng hạn, đấy cuối thu nhá, nhưng mà tự nhiên nó có một cái đợt mưa xong là gió nó lạnh chẳng hạn. Đấy, mình cái mức độ nó nếu nói sáng mưa không ấy đúng nhỉ, thì người ta lại tưởng là đấy là mùa đông rồi, nhưng mà đây mình nói thêm câu này là người ta biết rằng không phải là mùa đông, thế nhưng mà nó lạnh đến cái mức độ như vậy, người ta hình dung được rõ hơn. Hay là gì đây nhỉ, kaomo mitakunai kurai gurai hodo kirai da, tức là ghét đến mức mà không muốn nhìn mặt đúng không, nếu chỉ nói ghét không thì người ta không hình dung ra, và cho thêm cái là không muốn nhìn mặt thì người ta hình dung ra rõ hơn nhá. Hay là akiru hodo takusan tabeta, tức là tôi đã ăn nhiều đến mức phát chán. Như vậy là cách dùng này mang nghĩa là gì nhỉ, đến mức đúng nhỉ, được dùng để thể hiện cái mức độ của trạng thái, của tình trạng, giúp cho người đọc hình dung ra rõ ràng hơn nhá, nó mang tính chất so sánh ví von một chút. Tiếp theo mẫu câu số 2, đó là kurai wa nai gurai wa nai hodo wa nai,
Và trước nó sẽ là danh từ. Chúng ta sẽ xem tiếp này, câu chuyện là gì này. Đây đây là một một bạn đúng không? Một bạn trông rất là zi xin đúng không nhỉ? Rất là tự tin. Bạn nói là gì nhỉ? Boku wa kimi no soba ni iru yo. Anshin shite kudasai. Mamorashite kure. Là gì đây nhỉ? Anh lúc nào cũng ở bên cạnh em đúng không? Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Yên tâm đi đúng không nhỉ? Hãy để cho anh bảo vệ em. Và bạn này nói là gì đây nhỉ? Quá cảm động, bạn nói là atashi namida ga mou sugu deru hodo ureshi. Em gì nhỉ? Em vui đến mức mà sắp cháo nước mắt ra rồi đây này, đúng không nhỉ? Kono yo no naka ni uso kun hodo yasashi hito wa inai na. Là gì nhỉ? Có lẽ là trên gì đấy, trên cái kono yo no naka, trên cái thế gian này ấy, không có ai mà gì nhỉ, không có ai mà tốt với em, không có ai mà dịu dàng với em như là anh Uso Kun, đúng không nhỉ? Anh Uso thì cũng đáng tin lắm. Vậy thì cái này chính là gì đấy, nếu chúng ta trực dịch thì nó là gì đấy? Inai là không có nhá, người mà gì đây nhỉ, yasashi to wa inai, cái người mà hiền lành, người mà dịu dàng, người mà tốt bụng như là anh Uso ấy thì không có, đúng không? Đấy, tức là anh Uso này là nhất, đúng không nhỉ? Vậy thì mẫu câu này chúng ta sẽ dịch là gì đấy? Đó là không có cái nào bằng cái N, đúng nhỉ? Cái N đấy là cái nhất, cái hơn nhất nhá. Không có cái nào bằng cái N. Cách cấu thành mẫu câu như sau. Danh từ đằng sau là kurai, kurai, hodo. Đúng nhỉ? Đây không có wa đâu. Wa này là tận cuối nhá. Trước là nai. Cuối của đằng sau wa là nai. Thực ra không phải là chỉ có mỗi nai, có thể là inai hay là những từ khác thì tí ở phần cách dùng chúng ta nói sau. Đấy, nhưng mà các bạn nhớ cho mình là trước sẽ là danh từ nhé, trước kudai, kudai và hodo chỉ đi danh từ thôi. Tiếp theo này, cách sử dụng của mẫu này, đó là mức độ của đối tượng đứng trước kudai, kudai, hodo là cao nhất, tức là cái danh từ ấy, đúng nhỉ? Cái danh từ đấy là cao nhất, là số 1, giống như nãy là uso kun kudai, đúng nhỉ? Uso kun hodo ấy, tức là anh uso đấy là nhất, đúng không? Vế sau thường ở dạng phủ định. Đấy, chính vì ở dạng phủ định do vậy nó là hay dùng nhất, đó là nai. Nếu mà là những cái như là đồ vật này hay là sự vật, đúng nhỉ? Mono, koto hay là nơi, tokoro. Đấy, còn nếu là người sẽ là inai nhá. Đấy, nai, inai. Có một số cách nói khác cũng hay được dùng như là sukunai, đó là ít, hay là mezurashi là hiếm. Đấy, mặc dù hình thức là khẳng định thế nhưng mà số lượng nó nhỏ, nó thấp, do vậy người ta cũng dùng cho mẫu câu này. Tiếp theo cách, cái thứ ba, đấy là mẫu câu này không phải diễn tả sự thật khách quan mà chỉ là ý kiến chủ quan của người nói thôi. Do vậy câu này là sai. Nihon dewa fujisan gurai takai yama wa nai. Tức là ở Nhật ấy, núi không có ngọn núi nào cao như ngọn núi Phú Sĩ. Nếu mà chúng ta dịch tiếng Việt thì hoàn toàn ok, hoàn toàn đúng, đúng không? Thế nhưng thực ra thì mẫu câu đây là đúng là ở Nhật là núi Phú Sĩ là cao nhất rồi. Do vậy dùng cái mẫu này sẽ fujisan sẽ không chính xác nhá. Muốn dùng đúng câu này chúng ta sẽ nói cách nói rất là đơn giản của N5, đấy là gì đây nhỉ? Nihon dewa fujisan ga ichiban takai yama desu, đúng không? Đấy, thì cách đấy đúng, đúng nhỉ? So sánh hơn nhất, còn lại các bạn mà dùng cái này là sai. Còn nếu mà các bạn thay từ takai này bằng từ kire chẳng hạn. Nihon dewa fujisan gurai kire ya kire na yama wa nai, tức là ở Nhật không có ngọn núi nào đẹp như núi Phú Sĩ. Thì cái đẹp là cái cảm nhận chủ quan của mỗi người, đúng nhỉ? Đấy, mình đang thấy vậy, có thể người ta thấy khác thì ok. Thế nhưng mà cái takai là cái nhất, là một sự thật khách quan, do vậy không dùng cho mẫu câu này nhá. Chính vì vậy các bạn sẽ không dùng những cái này cho những cái mà thể hiện cái định luật hiển nhiên ấy, đúng nhỉ? Ví dụ không có sông nào dài như sông gì nhỉ, sông hình như sông Amazon đúng không, dài nhất thế giới đúng không? Đấy, không có biển nào rộng như biển Thái Bình Dương, vân vân. Những câu đấy các bạn sẽ không dùng mẫu câu này, mà các bạn chỉ dùng ichiban thôi. Nhớ cho mình cái đấy nhá. Những cái nào chỉ là cảm nhận suy đoán của các bạn, đấy, thì các bạn sẽ sử dụng. Tiếp theo chúng ta sang phần đề bươn nhé. Câu số 1 này. Tabako hodo karada ni warui mono wa nai, tức là không có cái thứ gì mà có hại cho cơ thể như là thuốc lá, đúng nhỉ? Đấy, hodo này như này, đúng nhỉ? Cỡ như tabako thuốc lá, đúng không? Đây, đây là không có cái thứ nào mà có hại cho cơ thể như thuốc lá. Thì thông thường dịch như cái này mọi người cứ dịch từ cuối dịch lên nhá. Này là không có này, thứ có hại cho cơ thể như thuốc lá. Đấy, tương tự ni bằng boku gurai kimi ni shinsetsu ni suru hito wa inai, là gì nhỉ? Không có người nào mà tốt với em như anh, đúng nhỉ? Không có người nào tốt với em như anh đâu. Hay câu số 3 sang bằng
Omae hodo shitsurenai hito wa inai yo, tức là gì đấy, à, không có cái đứa nào vô lễ thất lễ mất dạy như mày, đúng nhỉ? Câu số 4 này. Tokyo hodo yachin no takai tokoro wa nai, là không có cái nơi nào, đúng nhỉ? Không có nơi nào mà cái yachin no takai, mà cái tiền nhà ấy, tiền thuê nhà nó đắt như là ở Tokyo. Cái này cũng là chủ quan thôi đúng không? Chưa chắc đã là sự thật. Đấy, có thể là New York hay là gì nhỉ? Hay là London hay là gì nhỉ? Hay là Paris vân vân, những cái đấy cũng là đắt. Đấy. Còn thực ra nếu mà cái này là được nghiên cứu cụ thể mà là sự thật ấy thì sẽ không đúng nhá. Nhưng mà đây là người ta chưa có một cái nghiên cứu cụ thể, người ta đoán bừa ra, người ta nói, người ta thấy quá đắt rồi người ta phát ngôn ra một câu như vậy thì ok. Câu số 5 này. Watashi no sensei kurai shinsetsu na hito wa mezurashi, tức là gì nhỉ? Hiếm có người nào tốt bụng như thầy giáo của tôi. Đấy. Đấy là các câu ví dụ. Như vậy là chúng ta sẽ có đằng trước cái kurai kurai hodo này là các danh từ và cái đấy nó mang mức độ cao nhất, không có cái gì bằng cái đó nhỉ. Đấy, như vậy là mẫu câu số 2 của chúng ta là như thế nhá. Tiếp theo, mẫu câu số 3 của chúng ta là kurai nara kurai nara, đúng nhỉ? Chúng ta cùng xem câu chuyện nhé. Đây bạn này bạn đang gì nhỉ? Kobito bo siêu chư đang gì đấy, đang tuyển gấu đúng nhỉ, đang tuyển người yêu. Ihen no anoko đúng nhỉ? À, một con bé kỳ quặc, một con bé lạ kỳ. Và có anh này đến ứng tuyển này đúng nhỉ? À, anh nói gì đấy? Onigawa desu. Onigawa desu. Yoroshiku. Tôi là Onigawa, rất là vui được làm quen với em. À, bạn này bạn nghĩ là gì nhỉ? Name mo kao mo kowai. Anohito to kekkon suru kurai nara dokushin de ita ho ga ii, tức là gì nhỉ? Cả tên lẫn mặt đều trông rất là đáng sợ. Đấy, kurai nara đây sẽ là nếu phải nhá, nếu đến mức phải, nếu đến mức phải lấy cái người này, nếu mà phải lấy cái người này thì tôi thà độc thân còn hơn, tôi ở không còn hơn, tôi ở vậy còn hơn, đúng nhỉ? Đấy, tức là sao đấy? Khi mà có cái lựa chọn đằng trước là kết hôn, đằng sau là sống độc thân thì người ta không thích, người ta rất là ghét cái phía trước, do vậy người ta miễn cưỡng chấp nhận cái đằng sau, người ta cho rằng cái đấy còn tốt hơn, đúng không? Thực ra thì người ta không thích cái việc độc thân lắm đâu, thế nhưng mà nó còn ổn hơn là cái việc lấy cái người như thế này, đúng không? Đấy. Onigawa là tên có chữ gì nhỉ? Có chữ quỷ đúng không nhỉ? Quỷ xuyên đấy. Do vậy không, bạn này bạn ấy sợ, bạn rất là sợ và cả cái mặt cũng rất là bặm trợn đúng không nhỉ? Nhá, như vậy là kurai nara nghĩa là nếu phải thì thà còn hơn, đúng nhá. Ý mi của mẫu này đó là nếu phải thì thà, nếu đến mức thì còn hơn. Đấy. Sẽ sử dụng cấu thành mẫu câu sẽ là động từ thẻ từ điển, chỉ là thẻ từ điển thôi nhá, cộng với kurai nara hoặc là gurai nara. Lưu ý trong trường này sẽ không có hodo nara, chỉ có kurai nara và hư gurai nara thôi. Một cái điều rất là đặc biệt đấy là mẫu này lên N1, chúng ta sẽ học lại trong phần Shinkansen Master N1 nhá. Đấy. Cách dùng của nó như sau. Sử dụng cho trường hợp đưa ra ví dụ cực đoan ở trước kurai nara để diễn tả tâm trạng người nói không thích sự việc đó, hoặc người nói cho rằng vì không mong muốn cái điều phía trước nên cái điều phía sau còn tốt hơn. Đấy. Ví dụ như câu lúc nãy đúng nhỉ? Nếu mà phải kết hôn với người người đấy ấy, thì người ta đưa ra cái sự kiện, sự việc đó là kết hôn với người đấy là một điều rất là tồi tệ đúng nhỉ? Rất là không thích, rất là cực đoan và người ta không hề mong muốn cái điều đó và người ta thà ở vậy không còn hơn, sống độc thân còn hơn, mặc dù là cái việc, cái lựa chọn đằng sau ấy nó cũng không thực sự là hoàn hảo, không thực sự là tốt, thế nhưng mà người ta cho rằng nó còn tốt hơn cả cái trước, do vậy thôi ok miễn cưỡng đúng nhỉ. À, và vì vậy ấy, ở phía sau thường gặp các thẻ diễn tả ý chí, sự quyết định mang tính miễn cưỡng như là vê tay đúng nhỉ, vê tà hoặc là vê nai hồ gai, rồi vê ý chí, rồi mama là cứ như thế này. Đấy, nó thể hiện những cái như là vê tai, tôi muốn cái đằng sau còn hơn cái đằng trước nhá, thà đúng nhỉ, vê tà vê nai hồ gai trong trường này không phải là khuyên nên mà là tôi thà làm vê còn hơn, tôi thà không làm vê còn hơn đúng nhỉ, hay là ý chí là tôi sẽ làm vê rồi cứ như thế này mama. Đấy, tương tự cái mẫu phía trên thì cái mẫu này cũng không phải là diễn tả một sự thật khách quan mà chỉ là ý kiến chủ quan của người nói thôi. Ví dụ này. Ichi. Kurumao unten suru kurai nara arite ita hoga ii, tức là nếu mà phải lái ô tô ấy thì tôi thà đi bộ còn hơn, đúng không? Đấy, thì người ta không thích cái việc lái xe này nhá, có thể là một cái ám ảnh trong quá khứ đúng không? Rất là sợ hãi vì kiểu đã từng tai nạn chẳng hạn, đấy, hay là đường phố quá là đông đúc rất là ngại đúng không nhỉ?
Đấy, rất là Niigate ấy. Thì người ta thà lựa chọn một cái giải pháp là Arete Tauge, tức là thà đi bộ còn hơn. Mặc dù đi bộ rất là lâu, rất là xa, có thể rất là mệt, nhưng miễn cưỡng chọn cái này, đúng nhỉ? Hơn là làm cái điều đáng ghét hơn phía trước. Hay là câu nhi bằng này. Deto dai ni okane o takusan tsukau kurai nara tabemono o kaitai. Tức là gì nhỉ? Nếu mà phải dùng nhiều tiền để gì đấy, đê tội đai, đê tội là hẹn hò, thì đê tội đai là tiền hẹn hò đúng không nhỉ, tình phí đấy, chúng ta gọi là tình phí đấy. Nếu mà phải dùng nhiều tiền để làm tình phí ấy, thì tôi thà mua đồ ăn còn hơn, đúng nhỉ? Đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu câu kurainara này nhá. Như vậy nhá, câu số 3 này. Iyana shigoto o suru kurai nara ima no seikatsu reberu de gaman shio. Là gì đấy? Nếu mà phải làm công việc mà tôi ghét ấy, thì tôi thà chấp nhận mức sống hiện tại còn hơn. Mức sống hiện tại có thể là ngày ăn 3 bữa đúng không, mỗi bữa ăn một cái bánh mì đúng nhỉ, hoặc chỉ ăn mì tôm. Nói chung mức sống rất là thấp, rất là khổ sở. Thế nhưng người ta miễn cưỡng thà chịu cái đó, nó còn hơn là cái việc mà phải làm cái công việc đáng ghét đằng trước nhá. Như vậy là A kurainara B, tức là thà làm B mặc dù B cũng không thực sự là quá thích, đúng nhỉ, không thực sự là hoàn hảo, nhưng còn hơn là làm cái A ghét phía trước. Đấy, đấy là cách sử dụng của mẫu kurainara của chúng ta, và nhớ là không có hodonara nhé. Tiếp theo, mẫu cuối cùng trong bài này, trong bài số 3 này của chúng ta, đấy là mẫu nikagiru. Nikagiru có nghĩa là gì nhỉ? Là nhất. Đấy, chúng ta xem phần bức tranh này. Mata shippai shitan datte là gì đây? Đây có cái ngữ pháp t đây, nó mang nghĩa là gì đây nhỉ? Nghe nói đúng nhỉ? Nghe nói là cậu lại thất bại à? Cậu lại thất tình à? Bạn nói gì đây? Bạn nói là gì đây nhỉ? Kanashi toki kimi nani shiteru? Kimi nani shiteru no? Kaimono ya gaishoku nado idaro? Là gì đây nhỉ? Tớ đang thất tình đây. Thế lúc cậu buồn ấy thì cậu thường làm gì? Đi mua đồ hay là đi ăn ngoài có được không cậu? Bạn này bạn nói là gì nhỉ? Dạ hoka no koto, không, những cái điều khác, những cái việc khác cơ. Và đây bạn này bạn nói là gì đây nhỉ? Yappari shitsuren shita toki wa biru ni kagiru ne, tức là gì nhỉ? Quả nhiên là khi mà thất tình ấy thì bia là nhất nhỉ, bia là số 1 nhỉ. Sodane kanpai. Đấy, vậy thì theo quan điểm của bạn này, đúng nhỉ, đấy là khi mà thất tình ấy, thì uống bia vào là Ichiban i, đúng nhỉ, Ichiban hoho, đúng nhỉ, là cái phương pháp tốt nhất để giải tỏa stress, giải tỏa cái nỗi buồn nhá. Vậy cái mẫu câu này mang nghĩa là nhất, là số 1. Bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết này. Imi của mẫu này đấy là nhất, là tốt nhất. Đấy, là nhất, là tốt nhất. Setsuzoku, cách cấu thành, nó đi với ba loại. Thứ nhất đó là danh từ, thứ hai là động từ thể từ điển veru, và thứ ba là động từ thể nai venai cộng với nikagiru. Thì tùy với mỗi cái này sẽ dịch khác nhau. Ví dụ n nikagiru có nghĩa là n là tốt nhất, veru nikagiru là tốt nhất là làm v, venai là tốt nhất là không làm v, đúng nhỉ? Cách sử dụng mẫu câu này như sau, đó là dùng để khẳng định ý kiến cho rằng một việc gì đó là tốt nhất. Nó dùng để khẳng định ý kiến cho rằng một việc gì đó là tốt nhất nhé. Thường dùng với các từ như là yappari, đương nhiên, đúng nhỉ, quả nhiên là, các cấu trúc câu như là thara nara toki, tức là nếu mà gì đó thì gì đó tốt nhất, đúng nhỉ, hay là toki là khi mà như nào đó thì gì đó tốt nhất. Đấy, rất là hay dùng những cái đấy nhá. Quả nhiên là nani nani, quả nhiên là gì đó thì gì đó tốt nhất. Đấy, vào phần ví dụ chúng ta sẽ dễ hiểu hơn nhé. Mẫu câu này không phải diễn tả sự thật khách quan mà chỉ là ý kiến chủ quan của người nói thôi. Phần debun, phần ví dụ này. Ichi umae yahari natsu wa nama biru ni kagiru ne, tức là gì đấy nhỉ? Ồ, ngon quá, đã quá, đúng nhỉ? Yahari chính là dạng lịch sự hơn một chút so với yapari, đúng nhỉ? Quả nhiên là mùa hè ấy thì bia gì nhỉ, bia tươi, đúng không, bia hơi là số 1, là nhất. Đấy, mùa hè rất là nóng bức, oi bức, đúng không, được cốc bia lạnh, đúng nhỉ, uống vào rất là đã. Đấy, theo quan điểm người ta thì đấy là nhất, nhưng đây chỉ là người ta đấy nhá, còn người khác có thể là cái khác, đúng nhỉ? Như bằng này. Tsukareta toki wa ofuro ni hairu ni kagiru, tức là khi mà mệt mỏi ấy thì tốt nhất là nên ngâm mình trong bồn tắm, đúng không nhỉ? Tốt nhất là tắm bồn. Thì đối với người này khi mà mệt mỏi thì làm điều này là ok nhất, đúng không? Nhưng người khác có thể là khác nhá. Sang bằng câu số 3 này. Futoritakunakereba
Calorie no takai mono tabenai ni kagiru, tức là nếu mà không muốn béo thì tốt nhất là không ăn những thứ giàu calo, đúng không? Đấy, tốt nhất là làm cái việc này thì sẽ không bị béo lên, đúng nhỉ? Đấy là các mẫu câu mà chúng ta học trong buổi bài số 3 này, đúng nhỉ? Nó cũng không có gì khó lắm. Đấy, mình tin là khi mà xem lại các gì đấy, xem lại các xem lại video ấy và đọc lại sách giáo trình, làm lại bài tập thì các bạn sẽ nhớ bài tốt hơn, đúng nhỉ? Nikagiru là nhất, là số 1 nhá. Hay là gì nhỉ? Kurainara là gì nhỉ? Kurainara là nếu phải làm cái đằng trước thì thà chấp nhận cái đằng sau còn hơn, đúng không? Đấy. Và sắp tới ấy, vào đầu năm sau ấy, mình sẽ phát hành một quyển sách ngữ pháp, đúng nhỉ? Sẽ là rất là đầy đủ của ngữ pháp mà N3, 150 mẫu câu N3 dưới hình thức trình bày rất là chi tiết, tỉ mỉ, cẩn thận. Có cả bài tập và đặc biệt là các phần gì đây nhỉ? Các phần tranh minh họa như này để các bạn sẽ nhớ bài tốt hơn. Đấy, đặc cái, nhiều khi là chúng ta chỉ cần nhớ một cái phần thú vị nào đó thôi, chúng ta có thể nhớ được bài lâu hơn, nhớ được bài tốt hơn là cái việc chúng ta chỉ học chay, đúng không? Đấy, thì sẽ có phần tranh minh họa này cho các ngữ pháp và có phần gì nhỉ? Có phần luyện tập, có phần áp dụng các ngữ pháp đấy vào trong cuộc sống. Đấy, thì dự kiến là đầu năm sau sẽ phát hành quyển sách đấy. Đấy, rất là hy vọng là khi mà phát hành thì sẽ được các bạn ủng hộ, đúng nhỉ? Bởi vì thực sự là công sức làm một quyển sách nó rất là lớn, đúng không? Từ việc tìm kiếm, chắt lọc tài liệu này đến viết này, đúng không? Rồi thì biên tập, nhờ người Nhật check, chỉnh sửa vân vân, rất là nhiều bước. Do vậy là khi mà cuốn sách phát hành vào năm sau thì rất là mong nhận được sự gì nhỉ? Nhận được sự cổ vũ động viên bằng việc mua sách từ mọi người nhé. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn học tốt. Kỳ thi sắp đến rồi, hy vọng là các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ kênh Ánh Sensei. Chúng ta sẽ cùng nhau có những giờ học rất là vui, đúng nhỉ? Rất là hiệu quả, rất là bổ ích. Rồi, chào tạm biệt và cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.